Xin chào, hôm nay kho tủ nhựa xin giới thiệu một combo tủ quần áo và tủ giày. Màu này là màu VOC, đây là chiếc tủ quần áo. Với chiều cao của nó là 2m, ngang là 1m62 và sâu là 52. Với thiết kế hai khoang treo chính, đây là khoang treo chính thứ nhất. Với khoang treo này, cắn thanh treo inox rất là chắc chắn, mình có thể treo được khoảng từ là 30 đến 40 chiếc móc quần áo. Đây là ngăn xếp phụ trên, thì với ngăn xếp này thì các chị em mình có thể để dùng để túi xách nè, hoặc là một số những cái quần áo mình có thể xếp gọn mình để vào trên này. Và đây là ngăn xếp phụ dưới, thì với ngăn xếp phụ này thì mình cũng có thể để mùng mền xếp gọn để vào ở trên này thì nó cũng rất là tiện dụng cho mình. Và mặt sau của chiếc tủ thì được làm từ tấm alu, hợp kim, nhôm và nhựa, chống ẩm mốc, không thấm nước. Và đây là khoang treo chính thứ hai. Với khoang treo chính này thì cũng có gắn thanh treo inox rất là chắc chắn, mình cũng có thể treo được khoảng từ là 30 đến 40 chiếc móc quần áo, có thể là áo sơ mi nè, hoặc là một số chiếc đầm ngắn thì treo vào ở đây nó rất là tiện dụng cho mình. Đặc biệt ở bên này với thiết kế ba ngăn kéo âm, thì với ba ngăn kéo âm này thì mình cũng có thể để dùng để là quần áo xếp gọn nè, hoặc là một số giấy tờ nhỏ thì mình có thể để vào ở bên trong này, nó cũng rất là tiện dụng. Và thì khi mình vào một chiếc tủ như thế này á thì mình thấy nó khá là đơn giản, nhưng ở bên trong nó rất là chi tiết, cầu kỳ và rất là tiện dụng cho mình. Đặc biệt với cái chiếc tủ quần áo mở cánh thông thường thì ngoài cái diện tích kê tủ ra thì mình còn phải mất thêm một cái khoảng không gian để mà mình mở cánh. Nhưng với chiếc tủ này thì với thiết kế cánh, đặc biệt là với thiết kế cánh cửa lùa như thế này á, thì nó tiết kiệm được cái không gian mở cho mình rất là nhiều. Đi đôi với nó chính là một chiếc tủ giày. Với thiết kế của nó, chiều cao sẽ là 1m, ngang là 93 và sâu là 34. Với thiết kế 5 tầng để giày chính thì mình có thể để khoảng được là 20 đôi giày tùy vào kích thước lớn nhỏ. Thì với ngăn kéo này thì mình có thể để móc khóa, chìa khóa hoặc là một số giấy tờ nhỏ như là hóa đơn tiền điện nè, hoặc là một số phiếu thu thì mình có thể để vào ở trên này, nó rất là tiện. Và bốn ngăn phụ dưới ở này thì những cái chị em nào mà mình hay mang bốt ngắn á, thì mình có thể để những đôi bốt ngắn vào đây, hoặc là nón bảo hiểm nè, hoặc là giấy tờ thì mình có thể để vào ở bên trong này. Và đặc biệt ở mặt trên này mình có thể tận dụng, mình có thể trang trí lọ hoa nè, hoặc là một chú gấu bông, hoặc là cái lọ cá nhỏ ở trên này thì nó cũng rất là bắt mắt cho mình. Mỗi một thiết kế ở bên em đưa ra nó đều mang sự hài hòa, và đặc biệt một combo nó đồng nghĩa với việc là đồng bộ về màu sắc, đồng bộ về thiết kế và kích thước, nó mang lại sự hài hòa cho căn nhà của mình. Thì với một thiết kế rất là hoàn hảo như thế này, nếu như bạn muốn sở hữu ngay thì hãy nhanh tay liên hệ cho bên em theo số hotline 0905 102 845 để được hỗ trợ tư vấn, hoặc truy cập vào website kho-tu-nhựa.com, hoặc bạn có thể đến xem tại cửa hàng Ý Anh Home 17 đường số 3 phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Xin cảm ơn.